bây giờ là hiệp 3 này băng sạc nữa rồi. Hiệp 3 của ngày 22 nha anh em. Chiều chủ nhật, hiệp 3 của ngày 22 chiều chủ nhật ha. Chiều nay thì em lên cho anh chị em một ít áo M65. Không đi đi Trâm Nguyễn, đi theo Trâm Nguyễn là không bao giờ quên được M65 nha anh em. Còn số điện thoại của shop là 0911337139. Nếu anh chị em nào có nhu cầu thì cứ kết bạn số đấy Zalo cho em ha. Thì anh em mà ưng cái mã nào gọi ngay, đừng có chờ hết video, gọi ngay có nhân viên bắt máy và anh em sẽ chốt được. Và quan trọng là nó báo cho anh chị em, ai báo trước được xem trước thì chốt trước. Cho nên à, muốn được báo cái đấy là anh em phải xem video, là phải like, có cái chữ có ngón tay ở dưới á, nó đi lên đừng đi xuống nha. Đi xuống có nghĩa là em bán không có chuẩn thì anh em cho trọi xuống, mà bán chuẩn là anh em cho một like lên, cho một like, sau đấy anh em bình luận giùm em một cái. Sau khi cái hiệu quả của cái like đó, nó sẽ báo lại cho anh chị em biết rằng em bắt đầu like một video mới, nó sẽ báo cho anh em biết sớm. Cái đó hơn nhau ở chỗ là biết sớm hay muộn, là nó sẽ báo cho anh em, ai xem được sớm thì chốt được sớm, và chốt sớm thì sẽ được đô. Còn anh em không like, không bình luận thì anh em sẽ không chốt được đô. Ok ha. Bây giờ em lên cho anh chị em M65. Con này là con màu ô liu, dây keo đồng. Dây keo đồng nha anh em. Con này rất là xanh. Con này size lát lông 80 đến 90 kg và cao 1m74 trở lên. Anh em 70 đến 80 kg mà cao 1m8 trở lên cũng vừa con này. Con này đời 74. Anh em dòm cái tem của nó rõ ràng. Giỏi quá. Rồi rất là giỏi. Dài áo là 85. Dài áo 85. Chất này hai cái cây kia, có hai cây nó ngồi cái tinh thoại kia. Con này chất rất là xanh anh em. Xanh ô liu và xanh, dây trên dây dưới đầy đủ hết à. Anh em nào mà to mà dài là mua được con này vừa rẻ này. Đấy, xanh một màu luôn. Cái V của nó anh em này, quá đỉnh. Anh em mình có ai người Việt Nam mà lấy số đo nước ngoài không đó? Anh em có ai thì chốt giùm em nhá. Thực sự size này cũng rất ít người có. Xanh luôn này, chất vải thử ngang nha em. Anh em nhìn thấy chất vải của nó rất là lì và thử ngang nha. Đẹp luôn. Em sẽ bán cho anh em con này rẻ này. Nhưng mà nó bị lỗi một chút đây. Lỗi một chút ngay bắp tay mình á, bên tay phải nha. Anh em nhìn cái vết lỗi của nó này. Đó, lủng lỗ này to nhất và mấy cái nhỏ. Tất cả là không có chỗ nào này hết. Nó chỉ bị như vậy. Và đây nữa này. Đây nữa. Đây và đây. Đấy. Con này xanh ngắt. Con này nói đi tân gái thì ai mà biết con này nó bị lỗi đâu. Ở đây có một lỗ ở trên cái cổ bên trong nữa ha. Dây keo đồng đuôi cá này anh em. Thực sự con này em bị thu hút chỗ cái chất màu. Nó xanh, mới. Xanh và mới nha anh em. Nó đẹp nhưng mà nó bị lỗi. Rồi con này em bán 1.200.000 mã 52. 1.200.000 mã 52. Quá đẹp luôn. Trời ơi, nó mà không bị con này là phải anh em mất phải 5-6 triệu đây. Anh em này, nó bị có chút xíu đây mà rớt lần mấy triệu bạc của em luôn này. Đó, thấy chưa? Đây lỗi nữa nha. Nó chỉ rớt có chút này trên cái tay phải này thôi và một chút trong cổ này. Với con áo đồ mới hơi bị đỉnh luôn. Rồi em bán 1.300.000. Anh em nào có nhu cầu thì mua 1.200.000 mã 52. 1.200.000 mã 52. Tiếp một con này M51 nha anh em. Con này thì chất vải kaki. Cái dàn tem lô này, mấy con này dàn tem rin hơi bị đỉnh luôn. Con này cái tem của nó hơi lủng lẳng rồi. Small railer. Về may lại giùm em cái nha.
Anh em nhìn này, khi mình mua con áo của Mỹ, cái chất liệu của cái tem này này anh em này, phân biệt ở cái chỗ cái chất tem này nha. Small Rayler thì 60-70 kg và cao 1m7 trở lại, à 1m7 trở lên. Cái cổ của nó cũng bị dơ vàng vàng anh em. Con này dài áo của nó là 81, đời 3 tem nha. Đời tem đầu của nó là tem dập trên áo luôn, nó in trên áo luôn. Thứ hai là tem giấy và 3 tem. Và thứ ba nữa là 2 tem. Có 2 tem. Rồi con này cũng chất rất là xanh này. Rất là xanh nha. Cái phần dưới lai của nó ma sát rồi, cho nên là cái phần lồi ra là nó bạc hơn bên trong nha em. Cái đầu khóa vẫn ngon lành, dây trên dây dưới đầy đủ ha. Cái thằng này nó trần lại rồi này. Hôm qua có con nó chưa kịp trần. Rồi cái đầu cổ của nó bị tưa nha em. Nó tưa rồi. Ở đây có một vết dơ nữa. Em nhìn thấy vết dơ mà. Rồi đằng sau nha, ở trên cái bả vai ông này ông vác cái gì anh em này. Anh em nhìn thấy cái phần chỗ này nó vàng vàng. Ông vác cái gì cho nên là nó vàng vàng. Và có chấm chấm này ha. Rồi cái ống trước này thì ổn, ống tay vẫn bị tưa nha em. Cái thân đằng sau của ống tay này, ở đây nó có dơ này em. Tay dơ ha. Em thích cái dàn tem xưa này thôi. Dàn tem mà chất vải thì khỏi phải bàn. Lai hai bên đều bị quát hết. Cái đầu khóa của nó nha em. Rồi con này em bán 1,5 triệu mã 51. 1,5 triệu mã 51. Thực sự cái ống tay này em nói anh em này, cái ống này chưa có bị gì hết. Còn cái ống này nó bị tưa. Vậy anh em không cần phải may gì hết, chỉ kêu cái thợ nó vắt số, nó đưa đường chỉ trùng màu này, nó đạp một đường như thế này xong, nó lấy có cao tay là 2,000. Một đường này 2,000, tức là mình bấn nó đỡ tua thêm nữa thôi. Vậy là ok không? Một con M51 đẹp nữa chứ. Ai chốt con này chốt giùm em à. Cái cúc trong còn một răng. Sau này anh em mà mua được một cái lót mùa đông á, mua được một cái lót cài vào những cái cúc bên trong này này. Nhưng mà lưu ý khi mình mua lót thì con này là small rayler, thì anh em có thể mua một cái size small lót cài vào nữa là mùa đông ổn. Con này 1,5 triệu mã 51. Cái một con chất vải thử ngang anh em này. Anh em nhìn thấy cái vải thử ngang của nó không? Đây nó đi đường vèo. Con này thân đồng cổ đồng. Thân đồng cổ đồng lót xám. Con lót xám anh em nói lót xám. Cái thằng lót xám mà dây kéo đồng là đời 70 anh em. Cái đầu đuôi cá này dài 80. Đời 73 phải không này. Lông chuột lót xám. Lót xám là thường nó vào đời 73. Con này nó không lên đời nữa nha nha. 59. 359. Thường lót con này là size lát rayler ạ. Lát rayler thì 73 phải không? Lót xám là 573 dây đồng hả? 70 hả? 72 hả? À, cái con này á, vì em bán lâu ngày em quên mất cái con đời dây đồng luôn. Cái con này là lát rayler. Lát rayler là 80-90 kg và cao 1m7 trở lên. Con này dòng nút bấm luôn em à. Nút bấm luôn ha. Có chất vải ngang gân bự luôn. Ở đây nó có dơ một chút nữa này. Nó bị dơ một chút nữa ha anh em. Ở đây có một vết dơ này. Nói chung là phần này thì có mấy cái vết dơ. Mấy vết dơ nhẹ nhẹ thôi.
rất là nhẹ nha em, rất là nhẹ. Ở ngay ngón tay này anh em, dò móng tay này ha. Ở đây nó cũng bị dơ này, chất vải rất là lì nha anh em. Cái vải thử ngang là nó lì và nó dày. Đây dơ này, dơ này. Rồi sau này là nó bung chỉ nha. Anh em về kêu thợ đạp lại giùm em cái. Lật ngược áo ra là đạp cái phất một à. Nó bung chỉ thôi. Về ngón tay này ha. Rồi, đằng sau thì ổn. Nhìn cái chất vải ngang nhìn xuống kìa. Rồi cái chỗ tà bên tay phải nó lủng một lỗ này anh em này. Rồi cái phần này dơ luôn nha. Anh em nhìn như vậy anh em nhìn thấy được cái vết dơ không ạ? Đầu khóa này. Rồi tới cái ống tay ha. Ống tay này cũng bị bung này. Anh em về đạp cho em cái. Dơ mấy cái đẹp nhỏ nhỏ nữa ha. Bên này nữa anh em. Dơ. Rồi xong nha anh em. Lót xám, lót thứ 6. Rồi con này em bán 1 triệu mã 50. 1 triệu mã 50. Con lót xám nha anh em. Đời 72, em nhớ là nhớ đời 73 mà. Ông chồng kêu đời 72. Rồi áo còn đẹp nha anh em. Chốt cho em 1 triệu thôi. 1 triệu về đạp giùm em cái. Đạp thì hết mấy nghìn bạc thôi. Mã 50 ạ. Tiếp một con này dây đồng. Con này chất vải cực kỳ dày. Không phải thử ngang. Con này chất vải búp lin này. Tem thì nó mờ rồi. Cái này là búp lin nha. Ở trong nó có chữ này anh em đọc, đọc giùm em này. Nó dập cái dòng chữ ở đây ha. Con này màu cổ úa. Dài áo của nó là 79. 79 tức là reo lơ. À 79 là reo lơ. Chất vải có kỳ dày. Đều màu ở đây là nó mất cái cúc nha. Nó mất cái cúc. Mình lấy cái chỉ này ra là nó ra cái núm này. Rồi con này đều màu ha. Không có dơ ạ. Cái đầu vào. Dây dưới thì ổn à. Dây trên chỗ này nó bị rách này em này. Dây thì còn nhưng mà nó bị rách chỗ này ha. Em bê một con áo, thực sự nói với em like một con áo này. Mỗi lần like 165 là em khiếp luôn. Nó trệt hai cái tay. Ở đây này em này. Nó dơ phần này ha. Ở đây cũng dơ này. Đây cũng dơ ha. Dơ một chút. Rồi sau xanh đều màu nha em. Sau xanh đều màu ha. Giờ qua ống tay này. Cái V này cũng có một vết dơ này. Ở đây nữa ạ. Chỗ này nữa nha anh em. À, vết dơ của nó ha. Đây có vết dơ nhẹ. Đây cũng có một vết. Đây một vết nè. Rồi qua thân bên tay phải. Bên này cũng đều màu. Không có dơ gì hết anh em ạ. Rồi con này độ mới của nó cũng đang nằm 95% trở lên. 1 triệu 9 mã 49. 1 triệu 900 mã 49. Màu cổ úa nha anh em. 1 triệu 900 mã 49. Con này hồi nãy là reo lơ 80kg. 70 đến 80kg. Cao 1m7 trở lên. Tương đương với size medium reo lơ. Medium reo lơ. Ai chốt cho em con này. Giá của nó là 1 triệu 900 mã 49. Rồi tiếp một con này cũng là màu màu hanh. Nó giống giống màu cổ úa nhưng mà nó thay mất dây kéo này. Nó thay mất cái dây kéo, nó đưa dây kéo nhựa nó thay này em này. Lót ở trong thì búp lin, chất vải búp lin của cái bộ này ha. Nhưng mà mất cái tem sai. Mất cái tem sai.
tem dưới cũng mất, tem trên cũng mất, nhưng mà cái like trong này nó cũng bị bung này. Cái like này lâu ngày quá nó cũng nát rồi anh em này. Nó rớt cái phần dưới, về vừa cắt bỏ luôn. Gấp lên một like giùm em là nó đẹp trai ha. Ở bên trong. Rồi con này là đầu vuông, túi xanh. Bây giờ em cho em con này chất vải thử ngang nha em. Anh em nhìn cái chất vải thử ngang của nó này. Lì luôn ha. Ở đây có một vết dơ, 2-3 vết dơ. Dây kéo thì khỏi phải nói rồi, 3-4 vết dơ. Dây dưới còn, dây trên đang còn luôn. Dây này nó bung cái like thì mình về chần lại giùm em cái nha, nó bị tuột chỉ ra rồi này. Rồi tới ống tay. Ống tay của nó anh em ơi. Ống tay của nó thì ở đây màu bạc thôi chứ không có lúng ha. Cái V bên này này ổn hết, đều màu luôn. Đằng sau cũng đều, không có bị gì hết. Chỗ này có một chút dơ nhẹ nhẹ này. Rất là nhẹ. Con này đều màu, nói chung là nó nằm trên 95% rồi ấy. Con này là 95% rồi đấy. Ở đây nha em, có một vết dơ nữa này. Cái vết gấp này thì anh em cũng bung chỉ, anh em đạp lại giùm em cái. Tổng cổ nó vào và đạp lại như thế này là đẹp trai thôi. Cái V này. V này, rồi qua ống tay nha em. Cái chỗ này nó bị dơ này. Anh em nhìn thấy cái vết dơ của nó mà. Xong, qua cái thân này nha em. Đấy, cái thân này thì ổn hết, đẹp, không có bị gì hết. Không có bị gì hết nha em. Con này em bán với giá là 900.000, mã 48. 900.000, mã 48. Ai chốt con này chốt cho em 900.000, mã 48 ha. Em chưa đo chiều dài ha. Con này là long rồi là cái chắc. Dài lắm nha. Em bận dưới này là long rồi đó. 70 đến 80 kg medium long. Medium long. Anh em không cần xài dây kéo, chơi cúc luôn. Mình không xài dây kéo, mình xài cúc bấm luôn. Không? Đẹp. Có 900.000. Chốt giùm em con này ngay đi em. Bữa nào mình có tiền mình mua dây kéo ráp vào, còn không có tiền chơi cúc khỏi tốn tiền. 900.000 mà một tháng. Rồi em lên một con này kaki. Chất vải của thằng M51. Con này chất vải của thằng M51 này, màu ô liu cực xanh. Để ta coi con này là cái gì đây. Size medium railer. Con này không phải của quân đội. Con này không phải của quân đội. Made in USA. Dân dụng. Của dân dụng nha anh em. Anh em biết cái thằng mà con này của dân dụng, không phải của quân đội. Nhưng mà hàng của Mỹ. Anh em thường mua sách tay bên Mỹ về là mua những ngay này này. Chứ mua sách tay bên Mỹ về ít khi anh em mua được hàng của cấp phát của quân đội Mỹ lắm. Rồi con này dài 81. Medium railer 70 đến 80 kg và cao 1m7 trở lên. Xanh lè luôn. Xanh rất là xanh, một màu xanh. Ở đây có 3 chấm nhẹ nhẹ nha anh em. Chấm trắng trắng nhẹ nhẹ. Cái đầu khóa của nó này. Mà thông thường dân dụng là nó hay nằm cái đầu vào ở bên này này. Và thằng này lại đầu vào nó lại nằm bên kia. À thằng này mới là độc này. Đây cái đầu khóa như có mũ ở trong ạ. Cái cổ nó hơi dơ, về giặt giùm em cái nha. Cái cổ này có vết dơ đất ở trên thì đất này gọi là đất thôi chứ không có gì hết. Còn cái cổ này này cũng đất luôn. Ông này ông xài một lần xong là ông bỏ chứ không hề giặt luôn. Còn ông này lười. Xanh một màu xanh này. Anh em nhìn thấy xanh một màu xanh không? Xanh ngắt. Con này xanh ngắt luôn. Xanh ngắt, xanh ngắt.
xanh ô liu rất là đẹp. Ở đây có một vết dơ nhẹ nhẹ nha em, một vết dơ nhẹ nhẹ, và ở đây có một chút dơ nữa này, nhưng mà con này rất là mới, báo cáo anh em là rất là mới đấy. Em nhìn trong thấy vết dơ mà rất là nhỏ xíu xíu ha, nhưng mà rất là mới. Con này em bán 2.9 triệu mã 47, 2.900.000 mã 47. Con này mà đó, kaki dày nha em. Cái dòng kaki này là nó mát giống cái dòng satin á. 2.900.000. Chốt giùm em 2.900.000 ha. 2.900.000 mã 47 ạ. Rồi tiếp một con thân đồng cổ đồng. Con này màu cũng là màu xám xám, không phải là màu ô liu. Đây đuôi cá em, có mũ ở trong ha. Con này là medium short, anh em cao dưới 1m7 này, 70 đến 80 kg, 70 đến 80 kg. Con này đời 80, lót cũng búp lin luôn, lót cũng búp lin. Dây trên dây dưới thì dưới mất tiêu rồi, dây dưới mất tiêu rồi. Cái đầu khóa ngon lành nha nhé. Con này màu xám, không phải ô liu cũng không phải cổ úa. Có một số anh em rất thích cái màu này này. Nói chung màu sắc thì mỗi người mỗi sở thích, đều màu nha em. Con này đều màu. Đây cái vết gấp của nó thì có một cái vết bằng vàng dơ nha, anh em về giặt giùm em cái. Còn cái ống tay đằng sau chỗ này cũng bị dơ, tay dơ ạ, dơ ở đây nữa nha em. Đằng sau cũng đều, không có vết dơ nữa hết. Con này chất vải kaki dày, chất vải dày, không phải vải thử ngang nhưng mà nó lì vải anh em ạ. Cái vải nó cũng lì vải nha. Anh em để giùm em cái chất vải này. Đây, cái phần này vàng nó gấp, nó có vết đường vàng anh em. Bên này nữa, vàng dơ, cái này gọi là dơ. Cái này mà không lên đến 3 thau nước đục là em không phải làm người đâu. Con này nó dơ lắm. Con này màu này cũng dễ thương ha. Ở đây có một vết dơ nhẹ nhẹ nữa. Tương đối con áo này nằm trên 95%. 95%. 95% nha em. Với những cái vết dơ như thế này thì không có đáng ngại cho lắm. Con này em bán 2.200.000 mã 46. 2.200.000 mã 46. Đẹp luôn mà. Quá đẹp luôn. 2.200.000 mã 46. Chốt cho em mã 46. Rồi em lên tiếp một con nữa này. Con này là thân nhựa cổ nhựa nha anh em. Thân nhựa cổ nhựa tem xanh. Con này thì size large roller 80 đến 90 kg. 90 size large này, 90 đến 100 kg. Con này đời 87 lần ạ. Đời 87 nha anh em, cái cổ nó dơ này. Cổ nó dơ vàng vàng cổ nha anh em. Tem thì rất là mới. Áo này cũng rất là mới luôn á, dài áo 85. Dài áo 85. Cái dòng này thì chất vải này chỉ có thế thôi. Áo rất là mới nha. Báo cáo anh em, con này anh em giặt lên là rất là mới. Bị dơ. Em nhìn thấy một vết dơ đường dài này. Đó. Dây kéo à, dây trên dây dưới đầy đủ. Cái chất vải của nó ở trong này là chất vải caro của cái áo túi chéo đời 68 á. Chất vải của nó à. Còn cái ống tay này,
cúc tay này đều màu. Qua đây là cái vết khi mà nó dán lại anh em này. Anh em nhìn thấy cái chỗ này xanh hơn không ạ? Đây nó bạc hơn ha. Cái dòng đời sau này anh em phải lưu ý cái chất vải của nó nha anh em. Vì mình chơi đồ mà càng sâu chất vải càng vip. Càng sâu chất vải càng vip nha anh em. Rồi trên con áo này thì đằng sau là dơ đất này. Sau cổ á. Đây cái phần này nó bà dơ luôn. Anh em nhìn thấy dơ không? Nó vác từ trên vai này dơ xuống tới đây. Dơ nguyên cái phần này luôn á. Mấy tăm tăm dơ này. Ở đây cũng bị dơ nách này nha em. Con này dơ rất nhiều chỗ. Size này kêu là size gì? Size plus. Anh em nào 100kg ha. 90 đến 100kg bẩn vừa con này này. Đấy, ở đây là ông này bị trợt rồi. Ông này bị trợt ngay cùi chỏ rồi. Nó bị lỗ 3-4 lỗ nhỏ li ti nha. 3-4 lỗ anh em ạ. Còn ở bên này thì chỗ này nó không có đều. Chỗ này này nó hơi dơ dơ hay đỏ đỏ. Rồi qua đây nữa. Chỗ ông này ông dơ quá ta. Ông này bị gì dính gì dơ lên đầy này. Dơ đất đầy luôn. Dơ nguyên cái bà này anh em. Anh em về giặt cái vết này thì nhìn có vẻ rất là dễ ra hả. Nhưng mà con áo rất là mới. Đây có một vết dơ nhẹ này này. Em sẽ bán rẻ con này cho anh em ha. Con em bán 1 triệu mã 45. 1 triệu mã 45. Xanh ngát không? Xanh một màu xanh. Với anh em nào 100kg, 90 đến 100kg mới kẹo luôn. Với anh em giặt cái nữa là con này thực sự anh em sẽ lời to luôn này. Em không có giặt thì em không có thời gian. Con nó mã 45. Tiếp một con này lại đồng đen nữa rồi. Con này màu hanh nhưng mà lại dây kéo nhôm. Bữa hôm mình gặp con này mới là độc này anh em. Con này là dây kéo talon. Dây kéo thì talon, dây kéo nhôm của thằng 67. Nhưng mà đầu khóa đang nằm ở dây khóa đồng. Đồng đen á. Đồng đen mà đồng mà lúc mà nó bản thí nghiệm mà đời năm 70-71 anh em. Cái màu này thì màu xám. Xanh áo phải xanh xám. Xanh xanh ngọc. Áo này màu xanh ngọc. Con này small long. Small long nha anh em. 60-70kg và cao 1m74 trở lên, đời 72. Đời 72 tức là nó bắt đầu nhảy qua đời đầu của dây đồng. Bắt đầu bước vào cái từ dây nhôm. Bắt đầu bước vào cái thời thí nghiệm để nhảy qua dây đồng. Thì nó vừa thí nghiệm thì nó làm đồng đen đầu tiên. Cho nên từ dây nhôm vừa dây đồng đen. Xong dây đồng đen nó thấy không ổn, nó mới nhảy qua đồng đỏ. Thì con dây đồng đỏ mình thông thường mình hay mua ấy. Con này màu đẹp nha anh em. Màu rất là tươi. Rất là tươi và sáng. Ở đây nó có vết in nút này. Đây có vết gửa tem này. Năm 72 là năm 73. Lúc đấy là mới lọt qua hẳn dây đồng đen nhé. Ở đây nha em, có 3 chấm nhẹ nhẹ dơ dơ này. Dạ, dây khóa. Dây khóa chỗ này ông mới sợ rớt cho ông đạp một đường chỉ thêm màu khác này. Người ta trần cho chắc nha em. Dây dưới mất rồi, dây trên còn. Áo này thực sự cái màu rất là ngọt ngào anh em ạ. Nó sáng cái mặt mình lên. Dạ, đây có 2 chấm dơ nhẹ nhẹ này. Dạ, ok rồi. Hết ha. Đằng sau này cũng đều màu đẹp luôn.
qua cái ông tay này, chất vải này, chất vải thượng ngang nha anh em, vải ngang đanh vải và dày lì lì vải luôn hả. Ở đây nó bị dơ, đây nó bị lủng một lỗ này, vết gấp. Rồi qua thân này cũng bị vết, vết gỡ tem luôn ạ, có vết in nút ha. Hết nha anh em. Đầu khóa talon, đầu khóa talon này là nó nằm vào 567 à, 67 là nó có cái đầu này này. Rồi con này em bán 2.1 triệu mã 44, 2.1 triệu mã 44. Ủa con này, ừ, con này 2.1 triệu mã 44. Anh em thấy màu này ngọt ngào không? Nhưng mà chỗ này có một cái vết gì như kiểu cái vết gì trắng trắng này, em vò phát cơ mà. Cái vết gì nó trắng trắng nó loang ở đây anh em này. Màu này anh em nhìn thấy nó ngọt không? Nó sáng như kiểu là bông điển, nó trong cái áo lên luôn. Đẹp thiệt á. Rồi ai chốt cái này chốt giùm em. 2.1 triệu mã 44. Tiếp một con này M51 nữa. Lô này em M51 đều có tem rin đi theo áo luôn. Tem rin đi theo áo, dây kéo nhôm nha anh em. Khóa talon tiếp này. Con này khóa talon tiếp này. Con này là small short 60-70kg và cao dưới 1m7. Em nhấn mạnh anh em nha, khi mình mua đồ anh em để ý lắng nghe em nói cái size và số ký. Anh em đừng có chốt đồ, anh em đừng có mê đồ, mê áo. Anh em cứ để ý là con áo anh em thích tem rồi nọ kia. Nhưng mà thực sự em nói số ký này là có nằm vào số ký của các anh không? Hầu hết 80% anh em mua đồ em hỏi lại số ký đều lệch hết. Cho nên anh em để ý giùm em. Em nói con này small short 60-70kg, cao dưới 1m7, thì anh em biết con này có vừa của mình không? Lúc đấy anh em mới nhắm con này có ưng không để chốt. Chứ đừng có để ý đâu đâu rồi là anh em lại chốt cái áo chứ không phải chốt mình mặc. Ba tem nha anh em, hàng đời đầu luôn à, đời đầu mà tem giấy, ba tem. Em thấy vụ này rất là nhiều. Dài áo 76, dài áo 76, em nói không lên tiếng được nữa rồi đó. Cái tem lụa nha anh em, bốn cái nút này đều bị in nút hết, có vết in nút hết rồi. Chỗ này nó cũng nổi một chút này. Dây kéo thì khỏi phải chê luôn. Dây trên, dây dưới, dây trên đầy đủ rồi ha. Cái đầu của nó này, đầu ống tay của nó cũng bị tưa tưa, nổ nhẹ nhẹ nha. Bên này nó dơ một chút này. Về thì ok. Đằng sau này thì ở đây nó chấm một phát, 2-3 chấm, 3 chấm nhẹ nha. Con này cái dành tem mới là đỉnh ấy chứ. Rồi con này ok nha. Nói chung là tương đối được, không cũ không mới. 2.5 triệu mã 43. Anh em mua 2.5 triệu mã 43 được con này. Size nhỏ đẹp này, size nhỏ nha anh em. Size này là size vàng đấy, small short 60-70kg. Lót của nó là lót short, vải short nha anh em. Cái thằng M51 này có 2-3 loại luôn á. Có loại lót túi trắng, có loại thì lót vải short, có loại thì lót túi xanh. Rồi con này độ mới của nó cũng đang nằm được 93%, nhưng mà chất vải đang dày đẹp lắm. Chốt cho em 2.500.000 mã 43. Tiếp một con màu ô liu, dây kéo đồng, màu ô liu dây kéo đồng. Lái chừng này cũng mất một tiếng. Dây kéo đồng này tem nó mờ rồi này, có mũ ở trong nha anh em.
dài áo là 83, dài áo 83 cổ đuôi cá. Cái này là chỉ ở trong mình bích đấy nha, không phải là cái này chất vải kaki, chất vải chất chim, sợi to nha em. M65 dòng này chất vải chân chim sợi to. Ở đây lũng một lỗ này, lũng một lỗ bằng hạt gạo nha em. Cái đầu vào của nó anh em này, dây trên dây dưới nó mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Ống tay này, em dòm ống tay nha. Ống tay chỗ này thì nó màu vàng vàng bạc bạc chút, ở đây nó vàng dơ à, 3 chấm dơ này. Qua bên này nó lem luốc à, em nhìn thấy cái bạ chỗ này dơ không à? Đây, nó dơ phần này ha, rất là rõ ràng trên màn hình anh em nhìn thấy rõ mà, rất là rõ luôn. Sau này cũng đều màu đẹp. Giờ qua ống tay này ha, qua ống tay này thì ngay cái chỗ này nó dơ hầy này anh em này, anh em nhìn thấy chỗ này nó đen xì xì không, nó bị dơ nguyên cái góc này nó đen đen á. Loang loang lên tới đây, ống tay này nó cũng dơ luôn, bắn qua cái mặt bên này dơ luôn nha anh em. Đấy, em nhìn thấy chỗ này loang loang này, đây có một chấm, còn đây là loang loang lên cổ tay luôn. Giờ ra cái mặt bên này, qua cái mặt bên này, chỗ này nó dơ nhẹ nhẹ thôi, rất là nhẹ. Mặt tiền thì đẹp trai lắm, chỗ này một vết bạc nhẹ thôi, ổn hết à. Con này cũng là 95%, con này 1,5 triệu, mã 42. Khoan để em đo coi mà, đo coi con này size gì. 84 là long mất rồi, 83 84 là long, lát long 80-90 kg và cao 1m74 trở lên, lát long 80-90 kg cao 1m74 trở lên. Ai chốt con này 1,5 triệu, mã 42. Con này màu he, con này màu đỏ đỏ nha em, con này màu hơi đỏ đỏ một chút nha. Con này tem còn rất là mới, small sock, nhưng mà báo cáo anh em này, small sock 60-70 kg và cao dưới 1,7 nha anh em, dưới 1,7. Con này không có đời, anh em lưu ý giùm em, cái tem của nó thì rất là mới này, tem to luôn này, dây kéo đồng, nhưng mà lại hai tem, dòng đời hai tem là đời đầu của dây đồng, tem to mới. Nhưng mà con này là hàng, hàng này là nó chất vải thử ngang lì dày, nhưng mà dòng này là nó dựng lại của cái thằng đời đầu thôi, chứ không phải chuẩn cái thằng đời đầu nha anh em. Nó dựng lại như cái con áo tôi chéo mà bữa hôm em nói với anh em là có cái V ở đây này, nó cũng là 568, 68, 69, có hết. Có những con thì lại có V, cũng là 568, 569, nhưng mà lại có con không có V. Thì con không có V là nó dựng lại của cái con 5 có V. Thì con này là đời đầu thằng đời xong, đời dây đồng là thường đời đầu là có hai tem. Thì con này là dựng lại của cái con đời đầu của thằng đời dây đồng này, đời 73 ha. Cho nên là chất vải của nó khác. Cái chất vải của nó màu đỏ đỏ rực, nhưng mà vải thử ngang nha anh em. Chất vải thò ngang luôn ha. Ở đây thì cái vết gờ tem này,
vết gờ keo, có keo đây anh em về biết cách thì cào ra, còn không là đây em giật ra một cái này cho anh em xem này, đó em giật cái keo ra nhá, thì anh em về gờ như vậy khỏi phải lên tem. Đây cũng cái keo ha, cái đầu vào này thực sự con này cực mới, nhưng mà cái màu của nó thì màu rực rực đỏ đỏ. Đây có một vết dơ nhẹ nhẹ nha em. Cái vết keo này anh em chỉ bỏ một tiếng đồng hồ ra là coi như sạch bách. À, ở đây này có vết gấp, vết dơ đây ha. Anh em lưu ý giùm em cái chất vải này nha anh em. Vải vẫn thừa ngang, đanh dày mịn. Đó. Nhưng mà màu của nó là màu hực hực, màu đỏ hực hực. Hai vết keo hai bên hết. Độ mới con này nếu như mà đưa ra là nó phải nằm tầm 97% ấy. 97% á, size đẹp, size đỉnh luôn. Anh em nhìn cái tem là biết này. Size đỉnh luôn. Small shop đồng hoàng. Nhưng mà con này em bán 1.9 triệu mã 41. Nếu như con này mà nó không phải là dừng lại thì anh em biết con này là bao nhiêu rồi đó. Con này mà con kia em bán được 7.9 triệu, con kia cọc chứ. Con kia mà em bán được 7.9 triệu thì con này ít nhất của em cũng phải là được bao nhiêu đó. Cho anh em đoán luôn đó. Rồi cái màu của nó thôi nha anh em. Rồi ai chốt con này chốt giùm em. 1.9 triệu mà 41. Con này cũng chất vải thừa ngang, đanh lì dày luôn ha. Dây kéo đồng, có mũ ở trong luôn ạ. Có mũ ở trong luôn nha anh em. Dài áo 79. Dài áo 79 là reo lơ. Tem mất rồi nha em, tem mất rồi. Chất vải ở trong bằng búp linh. Đầu cổ đuôi cá. Tem này 1, 2 tem, 3 cái tem. Con này đang xanh, ở đây có một vết dơ hả. Đầu vào, dây trên, dây dưới thì mất. Nhưng mà chỗ này nó bị rách một chút cái ruột á. Ruột rách chút. Cái chỗ này này, nó dính cái gì trắng trắng dơ dơ này anh em này. Không, cái gì trắng trắng dơ dơ thôi. Ngay ống tay này thì như con lợn. Anh em nhìn thấy ống tay như con lợn. Đây ạ. Nó vàng nguyên cái bà này luôn. Vàng khè nhá. Gọi là dơ, còn bên này thì không dơ. Có hai chấm mà. Này ạ. Con này màu xám. Ở trên cổ có một vết dơ màu hồng. Trên cầu vai cũng có hai chấm nha anh em. Rồi. Ống tay bên này đẹp trai này. Chỉ kịp lì bên kia thôi. Vết gấp ống tay nha anh em. Đây nó cũng bị dơ một chút á. Em còn 3 con nữa mới được nghỉ này. Rồi ngay cái chỗ này anh em. Có mấy vết dơ chấm trắng trắng ở đây nữa ha. Hết. Con này ta bon bon ở dưới cái lai này. Em nhìn thấy vết đỏ đỏ đây không? Vết đỏ đỏ này. Con này ta bon trên được bao nhiêu phần trăm ta? Đây, có mấy vết dơ son son đỏ đỏ. Con này em bán 1.5 triệu mã 40. 1.5 triệu mã 40. Chất vải còn rất là dày nha. Con này ta cho 93% đi hả? Tem này. Dần tem này. Tem rin á. Rồi ai chốt con này chốt giùm em á. Ai chốt giùm em con này. 1.5 triệu mã 40. Em còn 3 con nữa mới được nghỉ anh em ơi. Tiếp một con M65. Dây kéo đồng với cá này. Có mũ à. Con này cái tem nó lủng lẳng rồi em ơi, mờ tem rồi ha.
quên em kênh nói con này sai bao nhiêu ký rồi. Con này là Reuler. Reuler là cao 1m7 trở lên à. Con này Small Reuler 60-70kg và cao 1m7 trở lên. Con này tương đương với size Small Reuler nha anh em, 60-70kg và cao 1m7 trở lên. Rồi tiếp con này màu ô liu nha anh em. Màu ô liu con này cũng mờ tem rồi, mình đo này. Đo dài áo của nó là 76, là sọt cao dưới 1m7 nha. Anh em để chút nữa em báo số ký này. Có một vết inox. Trên này line thì nó quát rồi nha. Không có sờn, không có lủng rách, nhưng mà nó lồi ra thì nó ma sát nó bạc hơn. Vết inox. Đây có hai chấm nhẹ nhẹ nha. Đây cái đầu vào, anh em dòm cái đầu vào này. Đầu vào, dây trên, dây dưới mất tiêu. Con này cũng chất vải thử ngang luôn. Mấy cái con lô này em nói chất vải của nó hơi bị đỉnh luôn. Nó nằm ngang mà nó lì như con bò á. Nhìn cái vải của nó như kiểu là, nhìn nó có vẻ chắc chắn cái vải lắm. Ống tay này anh em nhìn ống tay của nó gấp bạc như thế này này. Có vết gấp nữa nha. Đấy, khi mình gấp lại thì đẹp trai như vậy đấy. Đằng sau đều màu đẹp nha anh em. Đều màu đẹp nha. Đằng trước này, qua ống tay này ha. Bên này cũng có vết gấp này em. Nhìn nó gấp như vậy chứ gấp vào cái là đẹp trai hết à. Đằng sau ống tay này, ở đây có một lũng rồi. Đây, đây có một lỗ lũng anh em ơi. Lỗ lũng này nhỏ xíu xíu đây này. Rồi con đằng trước. Đây nó gỡ tem cũng lủng một lỗ ha. Ngay cái góc túi này là, ngay cái góc túi mổ này. Cái này anh em mà xài là phải kêu thợ nó trần ngay. Trần ngay và gấp, không được để cái này nha anh em. Bởi vì đây là một cái vết mổ của túi. Mà cái góc này mà không trần lại là nó sẽ lết cái túi này ra là sẽ tiêu này. Đạp trần dít dắt giùm em cái. Đấy, nhét vào như vậy nha. Đạp trần từ đây qua đây cho thiệt chắc, cho nó khỏi bung cái này ra, không là lết luôn ấy. Rồi, con áo này trong này đều đẹp hết này. Chỉ có bung cái tem này đây lủng một lỗ nha anh em. Nhỏ li ti thôi. Con này ta cho 93% luôn, 1.600.000 mã 39. 1.600.000 mã 39. 1.600.000 mà được con áo này rồi là khỏe.